Xin chào tất cả các bạn. Như tiêu đề của video thì những mâu bút dưới đây là những mâu bút mà các bạn nam rất là thích. Tất cả những mâu bút này thì đều được làm bằng chất liệu bằng nhựa các bạn nhé. Đầu tiên Sóc xin giới thiệu cho các bạn đó là mâu bút kiếm thứ nhất. Bao gồm có 4 màu. Màu vàng, màu xanh biển, màu trắng và màu tím. Mâu bút này là mâu bút mực đen các bạn nhé. Và đây là cách sử dụng, các bạn mở bằng chuôi của cái kiếm ra cầm viết. Các bạn nhìn các mâu bút này thì cứ tưởng là cầm rất là khó, nhưng thực ra cầm rất là dễ và thoải mái các bạn nhé. Khi hết mực thì các bạn cũng có thể thay ngòi bằng cách các bạn tháo này dày ra và nhét ngòi khác vào được. Tiếp theo đó là mâu bút kiếm thứ hai, gồm có 3 màu: màu trắng, màu vàng và màu xanh. Mâu bút kiếm này cũng là mâu bút mực đen các bạn ạ. Cách sử dụng thì cũng tương tự như mâu bút kiếm vừa nãy, đó là chúng ta cũng mở bằng chuôi và cũng sử dụng cầm để viết. Hết mực các bạn có thể thay được. Tiếp theo đó là mâu bút thương. Mâu bút thương gồm có 2 màu: màu vàng và màu trắng. Mâu bút này thì các bạn mở, ví dụ rất nhiều bạn sẽ nhầm tưởng bằng mở cái kiếm này ra để viết, nhưng thực chất là không phải các bạn nhé. Chúng ta cũng mở bằng chuôi của nó. Chúng ta sẽ kéo dài cái chuôi ra, sau đó chúng ta sẽ mở thật mạnh ra, cầm và viết. Và khi các bạn đóng lại thì các bạn phải đóng thật chặt cái đằng này trước khi chúng ta đóng này. Chúng ta nghe thì tiếng kêu, sau đó chúng ta mới đóng cái nắp này lại. Tiếp theo đó là mẫu bút này của chúng ta cũng là mẫu bút mực đen nhé. Tiếp theo đó là mẫu bút lựu đạn. Mẫu bút lựu đạn có 2 màu: màu xanh và màu vàng. Mẫu bút này thì là mẫu bút bi, chúng ta mở bằng cách này. Và các bạn đừng sử dụng cái này để chúng ta nhét tài liệu các bạn nhé. Chúng ta sẽ kéo dài chiếc bút ra để cầm viết. Khi viết xong thì chúng ta nắp lại. Tiếp theo là mẫu bút xe tăng. Cách sử dụng, chúng ta cũng viết. Và khi hết mực thì chúng ta cũng có thể thay được ngòi bằng cách chúng ta tháo cái đầu này của nó ra nhé các bạn nhé. Sau đó bị nắp lại. Chúng ta có thể dùng để làm trang trí ở góc bàn học nữa. Rất là đáng yêu, rất là phù hợp với các bạn nam. Tiếp theo là mẫu bút súng. Mẫu bút súng của chúng ta gồm có 2 màu: màu bạc và màu đen. Mẫu bút này thì là mẫu bút bi mực xanh các bạn nhé. Cầm viết, hết mực các bạn cũng có thể thay ngòi được. Tiếp theo là mẫu bút kiếm có dây đeo. Mẫu bút kiếm có dây đeo gồm có 3 màu: màu xanh, màu trắng và màu vàng. Cách sử dụng thì cũng như các mẫu bút kiếm lúc đầu Sóc giới thiệu. Chúng ta chỉ việc mở chuôi ra và chúng ta cầm viết. Hết mực thì chúng ta cũng có thể thay ngòi khác được. Mẫu bút tiếp theo là mẫu bút dìu. Mẫu bút dìu gồm có 2 màu: màu trắng và màu vàng. Cách sử dụng đó là chúng ta mở cái tăng chuôi dìu ra, và khi hết mực chúng ta cũng có thể thay được ngòi. Tiếp theo là mẫu bút đao. Mẫu bút đao gồm có bút đao màu vàng viên ngọc xanh, màu trắng viên ngọc vàng, màu vàng viên ngọc đỏ và màu trắng viên ngọc xanh biển. Cách sử dụng thì cũng tương tự như các bút kiếm, chúng ta mở chuôi, cầm viết. Hết mực chúng ta có thể thay ngòi. Như vậy là Sóc đã giới thiệu xong cho các bạn tất cả các mẫu bút rất là cute có ở bên Sóc rồi. Các bạn đặt hàng thì hãy liên hệ cho Sóc theo số điện thoại 0166287 3398, theo Zalo hoặc Facebook đều được các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ Sóc, chia sẻ video, like video. Sóc xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Sóc. Sóc chào các bạn.